Trận đầu tiên là cho người thứ 5, cho Son Baby Egypt. Còn đây là hai cho Son. Vâng, trận đầu tiên ở trong số thứ 5 nhưng quần bạn đang là khá đẹp. Hai cung và hai chém. Bên bạn hai cung của bên này là hai chém. Bên bạn đẹp hơn rất nhiều rồi. Vừa mới gỡ được một xề mà trận đầu bên bạn đã đẹp hơn. Và bên này còn thậm chí còn hai phù tuyển chứ. Egypt và Baby, một đội quân có khả năng phù xa, lợi thế về đào vàng, còn một đội quân có lợi thế về thời gian hồi chiều của những con chú chì. Đây là trận đấu đầu tiên ở vòng chiếu thứ 5. Thì số hiện tại là 3-1 VC dành cho BB và VLOP. Trận đấu của chúng ta được tài trợ bởi nhà chợ Newman, nhà chợ Goldenfield, Westside Bóng Fan và nhà chợ Ketophone. Thay mặt ekip kỹ thuật viên Genvi Studio xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ. Vâng, Asus AOG Việt Nam đã tài trợ cho và đã dựa trang bị để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Vậy chúng ta đến với trận này, một trận rất khó dành cho N1 và chim sẻ khi mà chỉ là hai cho Son thôi. Cần phải có những bài đột biến và những bài đi ôm bom thì mới có cửa thắng ở trong trận đấu này. Mình máy của thủ chim sẻ nắng, người cầm cho Son. Và xem N1 đi, để xem N1 câu hàn vòi thế nào. Hàn vòi siêu xa. Và cạnh đó là có hai con sư tử. Về được không? Một hit. Vâng. Vâng, đường rộng anh không đi, anh chọn đi một đường khá hẹp. Nhưng mà vẫn đang đúng. Vâng, pha cầu vòi siêu xa. Vâng, có quả phụ và thêm một đài hiệu nữa. Nhưng vậy về cơ bản đồ đã đủ dành cho robot. Có thêm voi nó sẽ khỏe hơn, còn không có thì vẫn đủ rồi. Vâng, như vậy là thêm voi, ba voi cộng với một đàn hiêu không biết là mấy con và một bãi quả phụ, đồ đã ổn. Quay trở lại với chim sẻ. Vâng, sẻ cũng đã đàn hiêu 5 con rồi. Vâng, như vậy là sẽ cũng có quả phụ. Nhưng dường như sẽ không có nhà nào quá đột biến ở trong trận này. Bắt đầu cắt dần dần bãi quả phụ của mình. Một vài mà sẻ cũng chỉ là tạm ổn thôi. Vẫn thiếu một chút xíu ăn đấy rồi. Một tình huống sẽ phải câu hai voi. Thành công hay không đây? Hai con voi là cần phải về được nhà chính. Một pha rất quan trọng. Không nhiều là một con. Kích đòi 7-34. Nông dân đứng để xả thịt con voi này. Rồi. Một pha cầu voi, con voi quay đầu sẽ là mất rất nhiều thời gian. Và chắc chắn khả năng ép đời của sẻ sẽ bị giảm xuống rất nhiều. 24 dân. Vâng, ở đây thì sẻ rất có hay có những cái bài đánh 24 dân. Dị. BB. Con voi thứ hai rất ngoan. Đầu 10. Tham Lai. Vâng, BB của đẹp dài là vì ai về lớp lên đời siêu sớm. Cũng lên đời ngang với game thủ chìm giả nắng ở trong trận đấu này. Sẽ vẫn kích 10-21.
với việc mà cho Han Voi được về, được đến với nhà chính. Vâng, thông tin về Bi chết một dần. Mánh máy của đầu 1 cũng vừa mới kích thôi, một bài đầu 1 kích 11 tròn. Vâng, như vậy là gặp về lớp, về lớp đầu cánh của game thủ đầu 1 dần tắc kìa. Còn giờ của về lớp mới chỉ có công thôi. Vâng, ăn được con giò không? Còn tí máu thôi. Vậy e, một cái e thôi là được rồi. Rồi, ăn con giò. Qua trại với chim sẻ. Bên bạn có biết đánh hai chém hay là đánh một cùng một chém đây? Và với lớp người chọc chéo cánh, như vậy là khả năng cao BB là người đánh cùng. Thậm chí có thể là bài cùng thủ phù. Vâng, lạc đà đứng thủ. Ông phù cũng thủ ra. Tham vẫn đang cần Bi lên đời rất muộn. Con phù đầu tiên đối phương đâu? Không được, không được, không được. Một pha phù đen đến từ về lớp. Vòng bài về lớp còn rất nhiều đoàn hoàng ở trên 12 giờ, anh em không biết. Nô 1 thì sao? Và nô 1 có tơn lọt vào nhà của Bi. Vòng Bi chưa anh xe. Một trận Bi lên đời rất muộn. Vâng, có cửa đấy. Bi yếu thôi. Vâng, Bi yếu thôi. Hay một cái khác là Bi không khỏe, không hề khỏe trong trận đấu này. Vâng, tiếp tục ăn được rất nhiều dân của đối thủ Bi. Vâng, Bi không chú ý bẫy gỗ. Đây là khoanh ruộng. Và vẻ nhanh hơn của Bi. Nhưng bây giờ phải đánh ông chỗ ông cầm Babylon thế nào thì ông cầm Babylon này sẽ đánh rất rất châu phù. Vâng, Babylon thậm chí còn đưa những con lạc đà sang đỡ cho game thủ cầm Egypt này. Vâng, thế lại IO cái gì rồi, sẻ đang chơi với những con phù thủy của đối phương. Bị mất hai con chém. Vâng, như nói thì bên lớp sẽ đánh rất châu phù trận đấu này, và đúng là như vậy. Vâng, tiếp tục là phù được. Phù của Babylon hồi mana rất nhanh. Vâng, mất thêm một con chém nữa. Rất đều tại con phù thủy và khó rồi. Map khó quá. 1-0 cho C5 dành cho đội bạn.